Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay em nhận cài đặt cho bác Văn Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh một con vang Theta K6e. Thì con vang này cũng là lần đầu tiên em cài đặt thôi các bác nhé. Thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn cách chỉnh luôn cho các bác và anh em đang dùng những cái chiếc vang Theta K6e này, để các bác và anh em xem video của em, để các bác và anh em làm chủ chiếc vang. Thì em sẽ cố gắng hướng dẫn cho bác và anh em chi tiết con vang này. Đấy, thì con vang này nó là bản tiếng Trung các bác nhé, bản tiếng Trung. Thì những cái nút nó hiển thị đây là nó đều là ghi tiếng Trung các bác nhé, đều ghi tiếng Trung. Thì em sẽ hướng dẫn đến đâu thì em sẽ chỉ vào đó là cái nút đó là nút gì, để các bác và anh em dễ hiểu. Ngắn hình của nó thì đã được chuyển sang tiếng Anh rồi, đã được chuyển sang tiếng Anh rồi. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em là sử dụng con vang Theta K6e này. Đấy. Thì bác Văn Tâm bác gửi ra cho em nhờ em cài đặt và mất phí bao nhiêu bác đấy chịu. Thì nói thật sự với các bác và anh em thì em chỉnh hộ thôi, chứ em không lấy đồng tiền cước nào, lấy đồng tiền chỉnh hộ của các bác và anh em đâu, em không lấy 1.000 nào cả. Thì ra đây thì em giúp em chỉnh hộ thôi, và em sẽ làm cái video hướng dẫn này để khi bác nhận con vang đấy, bác có thể là xem cái video này là bác có thể là làm chủ được chiếc vang, sau này bác chỉnh theo ý thích của bác thì nó sẽ hay hơn. Đấy, thì đây em sẽ chỉnh cho bác và anh em là 4 chế độ. Đây, con này nó sẽ có 4 chế độ để gọi ra. Thì em sẽ chỉnh cho chế độ 1 là chế độ Eco và dì vật, và chế độ 2 là chế độ Eco, và chế độ 3 là chế độ dì vật, và chế độ 4 là cái chế độ hát nịnh tiếng và cái chế độ nghe nhạc cho bác. Thì em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em luôn. Đấy. Thì con vang này nó sẽ có 3 cái chiếc áp to nhất để các bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Chiếc áp đầu tiên là chiếc áp chỉnh âm lượng music, đấy, to nhỏ của phần nhạc. Thì cái nút này nó cũng là cái nút control để các bác và anh em thay đổi thông số cài đặt con vang này. Đấy. Nút đầu tiên là nút music, cũng là nút control các bác nhé. Đấy. Và nút thứ hai là nút tăng giảm âm lượng của mic. Đấy. Và nút thứ ba này là nút tăng giảm âm lượng effect tổng. Đấy. Effect tổng tức là vang nhại nhiều hay là vang nhại ít tổng. Thì các bác và anh em tinh chỉnh cái nút thứ ba này. Đấy. Và bốn cái nút này, 1, 2, 3, 4 là tức là bốn cái chương trình cài đặt sẵn để các bác và anh em gọi ra. Đấy, chương trình 1, chương trình 2, chương trình 3 và chương trình 4. Thì con vang này đang hiển thị đèn sáng ở chương trình 1 thì nó đang chạy ở chương trình chế độ 1 các bác nhé. Còn các bác và anh em muốn chuyển sang chế độ 2 thì bấm vào 2 thì nó sẽ chuyển sang chương trình 2. Đấy, đây em cho quay về chương trình số 1. Đấy, thì con vang này nó sẽ có 3 cái đường mic, đường trước, mic 1 và mic 2 và mic 3 để các bác và anh em cắm mic hát karaoke. Đấy, thì nó sẽ có 3 cái volume để các bác và anh em tăng giảm âm lượng cho mic 1, mic 2, mic 3. Đấy. Thì đây là những cái phần tinh chỉnh chính của con vang này. Đấy, thì các bác và anh em đầu tiên muốn chỉnh con vang này thì các bác và anh em quan tâm đến hai cái mũi tên phải và mũi tên trái, tức là nick tiến và nick lùi chương trình các bác nhé. Đấy, đây hai cái mũi tên này. Đấy, để các bác và anh em nick tiến này và nick lùi chương trình để cài đặt. Và em sẽ cài đặt bắt đầu từ cái nút đầu tiên. Nút đầu tiên này là nút chỉnh mic các bác nhé. Đấy, khi các bác và anh em muốn chỉnh mic thì các bác và anh em bấm vào phần cái nút đầu tiên này. Đấy, nút đầu tiên. Đấy là nó sẽ ra equalizer để các bác và anh em chỉnh mic. Đấy, equalizer để các bác và anh em chỉnh mic các bác nhé. Đấy, thì phần equal này nó sẽ có 15 cần equal. Đấy, các bác và anh em nhìn số 15 này. Và 1 tức là đang ở cần equalizer số 1 các bác nhé. Thì các bác và anh em muốn cài đặt equalizer số 1 tức là chỉnh bass cho mic này. Đấy, chỉnh bass cho mic. Thì các bác và anh em có thể là muốn thay đổi giải tần của cần equalizer số 1 đang là 90. Đấy, thì các bác và anh em có thể là thích thay đổi cần equalizer số 1 này ở bao nhiêu Hz thì các bác và anh em cài đặt được này. Đấy. Chẳng hạn cần equalizer số 1 thì để 80 Hz các bác nhá, 80 Hz. Và gain, các bác và anh em muốn chỉnh gain tức là cái chế độ to nhỏ của cần equalizer số 1 thì các bác và anh em bấm mũi tên phải này để cái con chuột nó sang cái phần gain. Đấy, sang phần gain thì các bác và anh em được tăng hoặc là giảm cần equalizer số 1 ở 80 Hz các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em muốn nghe tiếng bass mic này, các bác và anh em cộng lên thì cái bass mic
nó sẽ nổi lên các bạn nhé, bát mic nó sẽ nổi lên lên 4 5 6 bình lên lên lên. Tiếp theo là sang cái phần BVK này, tức là cái độ võng của cần equalizer. Đấy, thì cái này thì em sẽ cài đặt luôn cho bác và anh em, thì các bác và anh em không cần phải cài đặt cái phần này. Đây, cái này nó sẽ một là chỉnh độ võng giữa cần equalizer số 1 và số 2, hoặc là chế độ xa gần của cần equalizer các bác nhé. Thì các bác và anh em nếu mà chỉnh equalizer thì các bác và anh em chỉ quan tâm đến cái phần FR EQ và gain in này. Đấy, gain tức là tăng hoặc là giảm cần equalizer. Đây, em đang điều chỉnh ở cần equalizer số 1 các bác nhé. Đấy, thì bây giờ các bác và anh em muốn chuyển sang cần equalizer số 2 thì các bác và anh em ấn vào cái mũi tên bên trái để các bác và anh em về cái phần cần equalizer. Đấy, thì sang cần equalizer số 2 này. Đấy, nó hiển thị cần equalizer số 2. Đấy, đây cần equalizer số 2 nó đang là 8810 Hz. Đấy các bác nhé. Thì các bác và anh em muốn thay đổi nó thì các bác và anh em cũng bấm vào cái phần mũi tên bên phải này để các bác và anh em thay đổi. Đấy, các bác và anh em muốn sắp xếp được cần equalizer nó hay hay không thì các bác và anh em phải hiểu là con vang này nó có bao nhiêu cần equalizer để các bác và anh em sắp xếp. Đấy, thì equalizer thì cái giải tần này của nó là từ 20 Hz đến 20.000 Hz để các bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Đấy, thì cần equalizer đầu tiên thì các bác và anh em vừa tinh chỉnh ở 80 Hz, thì cần equalizer số 2 này các bác và anh em tinh chỉnh vẫn là cái giải bát, nhưng mà cái giải bát này nó sẽ cao hơn cái giải bát của cần equalizer số 1. Đấy, thì các bác và anh em có thể là thay đổi của nó là tầm khoảng 120 Hz. Đấy, 120 Hz của cần equalizer số 2. Và các bác và anh em muốn tăng gain thì các bác và anh em chuyển sang gain để các bác và anh em tăng cái cần equalizer số 2 này. Đấy, tăng cần equalizer số 2, cứ cộng là tăng, trừ của nó sẽ là giảm các bác nhé. Đấy, cho về cái phần cần equalizer số 2 chuyển sang số 3. Đấy, số 4, số 5. Đấy, thì cái này nó sẽ có 15 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh. Đấy, thì con vang này cần equalizer của nó đang bị lệch lạc rất nhiều. Đấy, cần equalizer số 15. Đáng nhẽ cần equalizer số 15 này thì các bác và anh em thường là để là cái giải chép. Cái giải chép của nó thì thường là từ 12.000 Hz đến 16, 18, 20.000 Hz. Nhưng mà ở cần equalizer số 15 này thì nó chỉ có là 236 Hz, thì nó là giải bát cao rồi, nó là giải bát cao rồi. Đấy, thì khi mà các bác và anh em thay đổi, đấy, thay đổi được cái giải tần này lên. Đấy, đấy, thay đổi nó lên. Đấy, em sẽ tìm đến cần equalizer số 15 và thay đổi lên, thay đổi để lấy cái giải chép xịt của tiếng mic, thì các bác và anh em phải cắt cao lên. Đấy, chứ còn vừa nãy là để hơn 200 Hz là nó quá thấp. Đấy, thì đây em để là 16.300 Hz các bác nhé. Và bây giờ em muốn lấy cái tiếng xịt của tiếng mic ấy, của cần equalizer số 15, thì em chuyển sang gain này. Đấy, và em tăng lên để lấy cái tiếng xịt của mic này. Đấy, tiếng chép mic đấy. Lên 1 2 6 7 1 2. Đấy, thì equalizer thì em đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Equalizer thì nó sẽ có 15 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh từ 20 Hz là giải thấp nhất và đến 20.000 Hz là giải cao nhất các bác nhé, là tai con người nghe được, để các bác và anh em hiểu và sắp xếp nó. Các bác và anh em dùng vang số thì các bác và anh em phải biết sắp xếp giải equalizer. Đấy, giải tần equalizer từ 20 Hz đến 20.000 Hz thì nó mới hay được các bác nhé. Đấy, thì nếu mà để mà nói sâu xa từng cần một thì không đủ thời gian để nói được các bác nhé. Thì các bác nào mà đã dùng vang số rồi thì các bác và anh em phải hiểu cái phần FR EQ là sắp xếp của nó là từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Thì con này nó sẽ có 15 cần equalizer để cho bác và anh em sắp xếp từ giải bát đến giải trung và đến giải chép của mic để các bác và anh em tinh chỉnh các bác nhé. Đấy, tiếp theo sang phần tiếp theo của phần mic. Đấy, thì đây nó sẽ có HPF
tức là cắt giải trầm cho mic này. Nếu mà các bác và anh em muốn cái tiếng trầm của mic bao nhiêu thì các bác và anh em để. Nếu mà các bác và anh em cắt cao quá này thì mic nó sẽ bị thanh, nó sẽ không có tiếng trầm nữa. Đấy là giải HPF. Thì các bác và anh em muốn cắt trầm mic thì các bác và anh em cắt ở cái giải HPF này. Cái giải trầm của tiếng mic của nó là từ 20Hz đến 120Hz các bác nhá, từ tùy mic tùy loa để các bác và anh em cắt cái giải HPF này. Thì đây em thử để là 60Hz. Lên 4, 5, 6 vòng bền lên. Đấy, còn các bác và anh em muốn sang cái phần LPF này, tức là cắt giải cao. Đấy, cắt giải cao. Cắt giải cao của nó là từ 20.000Hz này. Đấy. Thì tùy các bác và anh em thích cái giải chép mịn hay là chép sáng của tiếng mic để các bác và anh em cắt cái phần LPF này. Đấy. Cái phần này là phần đảo pha này. Đấy, đây là phần mắc mic các bác nhá. Mắc mic thì các bác và anh em muốn mic của mình lên độ mắc bao nhiêu. Mắc của nó là cộng 6.0dB là cao nhất. Đấy là xong phần chỉnh mic các bác nhá. Bây giờ nút thứ hai là nút chỉnh effect. Đấy, chỉnh effect. Đây là bấm vào đầu tiên các bác và anh em muốn cho echo von tổng này, này là bao nhiêu này. Các bác và anh em để này. Đấy, như thế này là đang để là hết cỡ, là 0.0dB là hết cỡ. Còn xuống phía dưới này là chế độ đảo pha 0 độ hay là 180 độ đây này. Đấy, thì đây để là 0 độ. Đấy, sang phần tiếp theo của phần effect nút thứ hai. Đấy là các bác và anh em muốn sử dụng chế độ mono echo hay là stereo echo này các bác này. Đấy. Thì thường thì các bác và anh em dùng vang thì nên để ở chế độ mono các bác nhé. Chứ đấy để ở chế độ stereo thì nó hơi bị ảo. Đấy. Còn các bác và anh em muốn con chuột nó xuống cái phần echo to revert. Đấy thì các bác và anh em bấm vào cái mũi tên bên phải này. Đấy thì các bác và anh em muốn trộn revert vào echo hay không thì các bác và anh em cho về on. Nếu mà cho về up thì nó sẽ không có trộn revert vào echo cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em muốn trộn được echo và revert thì các bác và anh em phải mở on này ra nhé. Sang phần tiếp theo là echo delay, tức là các bác và anh em muốn cái echo của mình dài hay là ngắn thì các bác và anh em chỉnh cái echo delay này. Đấy thì đây em để tầm 220 thôi. Đấy. Còn xuống dưới echo limit thì các bác và anh em ấm vào cái mũi tên bên phải để con chuột nó xuống echo limit, tức là lặp lại. Các bác và anh em muốn cái tiếng echo lặp lại nhiều hay lặp lại ít thì các bác và anh em điều chỉnh cái phần echo limit này. Thì đây thường em để tầm 60, lặp lại của nó là 60%. Đấy, sang phần tiếp theo của chỉnh effect nút thứ hai là revert von. Đây là các bác và anh em muốn hát nhiều revert hay là muốn hát ít revert thì các bác và anh em để. Đấy, cái nhiều revert này là 0.0dB là nhiều nhất. Còn các bác và anh em muốn nhiều hay là ít thì các bác và anh em điều chỉnh cái phần revert von này. Còn phần dưới nó cũng là phần đảo pha. Đấy, đảo pha 10 độ hay là 180 độ các bác nhé. Đấy, còn em sẽ nói về cái không độ này là nó đánh ở không gian rộng các bác nhé. Còn 180 độ này nó đánh ở không gian hẹp. Đấy, thì tùy các bác và anh em để cái chế độ đảo pha này. Đấy, sang phần tiếp theo là cái phần hiệu ứng của revert. Thì con này nó sẽ có rất nhiều các hiệu ứng revert để các bác và anh em chọn. Thì thường em để ở cái chế độ là cái gì vật la hay này. Đấy là cái thường là cái gì vật rất hay thì em thường để cái này. Đấy. Trên này là gì vật ở đây, tức là các bác và anh em muốn sau bao nhiêu mili giây thì nó xuất hiện tiếng gì vật thì em để là sau 20 mili giây thì nó sẽ xuất hiện tiếng gì vật. Còn gì vật tham, đấy, các bác và anh em muốn cái đuôi gì vật nó dài hay là nó ngắn thì các bác và anh em điều chỉnh cái phần gì vật tham này. Đấy, gì vật tham. Sang phần tiếp theo, đấy là equalizer của effect tổng. Đấy thì phần equalizer này nó sẽ có 5 cần để các bác và anh em chỉnh cho effect tổng. Đấy. Thì các bác và anh em muốn chỉnh bass hay là chỉnh chung cho effect thì các bác và anh em điều khiển cái phần mũi tên sang trái và sang phải này. Đấy. Đây cái phần này thì equalizer số 1 của đường effect nó đang để là 400 45Hz
Đấy, thì đây nó là giải chung mất rồi các bác nhá. Thì các bác và anh em muốn cần equalizer số 1 này, nó là giải bát của đường effect, thì các bác và anh em phải cắt xuống. Bát sâu của nó thì nó từ 20Hz đến 120Hz, thì thường đây em để cho là cần equalizer số 1 là 80Hz. Đấy, thì cái phần gain này của cần equalizer số 1 của đường effect này đang để là -12.0 là đang quá thấp này. Đấy. Thì các bác và anh em muốn tăng gain của cần equalizer số 1 của đường effect thì các bác và anh em cộng lên. Đấy. Các bác và anh em điều chỉnh gain này, vừa điều chỉnh vừa alo làm sao cho cái tiếng bass của đường effect nó tròn ấm là các bác và anh em dừng lại. Đấy, thì đấy, cần equalizer của đường effect nó sẽ có 5 cần equal để các bác và anh em tinh chỉnh cho tiếng effect. Thì các bác và anh em có thể là thay đổi cái FR EQ này, đấy, thay đổi. Thì cần equalizer số 1 thì em vừa để là 80Hz rồi. Thì cần equalizer số 5 này thì nó đang là 2040Hz, thì cái giải này nó hơi thấp, thì cái tiếng chép của nó sẽ không được hay. Nó cái tiếng này thì nó hay bị chói này các bác này, thì các bác và anh em có thể là cắt lên, đấy, cắt cao lên để các bác và anh em điều chỉnh cái tiếng tép của đường effect cho nó có cái độ xịt xì tốt. Đấy, từ 10.000Hz đến 16.000Hz để các bác và anh em tăng gain này các bác nhé. Đấy, sang phần tiếp theo của đường effect, đấy, nó là sẽ có effect mắc von, là các bác và anh em muốn điều chỉnh cái độ mắc của đường effect để bao nhiêu thì các bác và anh em để. Đây em để là 0.0dB là cái chế độ mắc cao nhất của đường effect con vang này. Đấy, bây giờ sẽ chuyển sang cái nút thứ ba này là nút chỉnh cho đường music, tức là chỉnh nhạc các bác nhé. Đấy, các bác và anh em bấm vào thì nó sẽ có music input, tức là chọn tín hiệu đầu vào con vang này. Con vang này nó sẽ có tín hiệu in 1 này, in 2 và tín hiệu BGM. Đấy. Và con này nó sẽ có chế độ cổng quang cho bác và anh em. Đây là chuyển đổi cổng quang này các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác và anh em muốn chạy cổng quang thì các bác và anh em chuyển đổi input sang cổng quang. Đấy, nó là cổng optical đây. Đấy. Đấy, muốn chỉnh phần music thì tiếp theo là các bác và anh em bấm vào cái nút thứ ba này. Đấy, nó sẽ có 15 cần equalizer để cho bác và anh em tinh chỉnh cho tiếng nhạc. Thì 15 cần equalizer này thì cũng như cái phần chỉnh mic. Đấy, cần equalizer số 1 trên 15. Thì cần equalizer số 1 này thường nó sẽ là giải bát, nhưng mà đây thì nó đang là cái giải trung cao hết rồi. Đấy, thì các bác và anh em muốn nhìn vào cái FR EQ này để các bác và anh em hiểu là giải bát đâu, giải trung đâu và giải chép đâu, đúng không ạ? Thì các bác và anh em nhìn vào cái FR EQ này của cần equalizer số 1 nó đang là 2000Hz, thì cái tiếng bát của nó sẽ không bao giờ hay. Thì các bác và anh em có thể là thay đổi nó xuống để các bác và anh em điều chỉnh cho cái tiếng bát sâu và tiếng bát hay. Đấy, thì cần equalizer số 1 thường thì của nó là từ 20Hz đến 120Hz các bác nhé. Thì đây em để là 80Hz để lấy cái giải bát sâu của tiếng nhạc. Đấy, của cần equalizer số 1. Đấy, thì các bác và anh em muốn tăng cái giải bát lên thì các bác và anh em chuyển con chuột nó sang phần gain in này. Đấy, gain in này để các bác và anh em tăng lên. Đấy, tăng lên. Khi các bác và anh em cộng lên thì cái tiếng bát của nó sẽ nổi lên các bác nhé. Còn nếu mà các bác và anh em muốn giảm bát thì sẽ trừ gain này xuống. Đấy, thì cái tiếng bát của nó sẽ dìm xuống. Đấy, và cần equalizer số sang cần equalizer số 2. Đấy, số 2, số 3, số 4. Đấy, thì các bác và anh em nhé, có 15 cần equalizer. Phần mic hay là phần music cũng vậy. Thì các bác và anh em chọn cho em từ 1 đến 5 là các bác và anh em chọn cho em là chỉnh bát. Đấy. Còn từ cần equalizer số 6 đến số 10 các bác và anh em chọn cho em là chỉnh chung. Và từ cần equalizer số 10 đến số 15 là các bác và anh em điều chỉnh cho em là chỉnh chép. Đấy, cần equalizer số 15 đây để là có 6.350Hz thì nó sẽ không có cái giải tí tách của cái tiếng chép các bác nhé. Thì các bác và anh em phải thay đổi nó lên. Đấy, thay đổi nó lên. Đấy, hơn 10.000, đấy, thay đổi nó hơn 10.000 để các bác và anh em lấy cái giải tép leng keng tí tách.
Đấy, chứ còn nếu mà các bác và anh em để ở cái cần quay dưa số 15 này mà ở những cái giải mà thấp như là 2.000 Hz hay là 6.000 Hz thì nó chỉ có những cái giải chép chói để các bác và anh em nghe thôi, chứ còn không nghe được cái giải tí tách của cái tiếng nhạc các bác nhé. Thì các bác và anh em phải hiểu được cái FR EQ này để các bác và anh em sắp xếp lại giải equalizer. Đấy. Nếu mà muốn sắp xếp giải equalizer tốt thì các bác và anh em phải hiểu được cái FR EQ. Cái giải FR EQ này của nó là từ 20 Hz đến 20.000 Hz các bác nhé, 20.000 Hz thì các bác và anh em sẽ cố gắng hiểu cái phần đó là các bác và anh em điều chỉnh được giải equalizer số. Đấy. Sang phần tiếp theo của phần music. Đấy, thì nó cũng có HPF, tức là cắt giải trầm các bác nhé, cắt giải trầm. Đấy, cắt giải trầm thì các bác và anh em muốn cái tiếng trầm mình bao nhiêu thì các bác và anh em để, thì thường là cứ để tầm 50 Hz hoặc là 60 Hz để lấy cái giải trầm tốt. Đấy, còn sang cái phần RPF, tức là cắt giải chép cho nhạc. Đấy, cắt giải chép cho nhạc thì các bác và anh em cứ để cho em tầm 14.000 đến 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 tùy loa. Đấy, tùy loa. Hoặc là tùy các bác và anh em có đôi tai nghe chép như thế nào các bác và anh em để các bác nhá. Hoặc là nghe cái giải trầm như thế nào các bác và anh em để. Các bác và anh em phải hiểu là HPF tức là cắt giải trầm đúng không ạ? Còn LPF tức là cắt giải cao, tức là giải chép đấy. Đấy, sang phần cuối cùng của phần music, nó sẽ là music mắc gain in, tức là các bác và anh em muốn khống chế cái độ mắc của con vang này ở cái phần music bao nhiêu, thì đây em để cho mắc volume luôn là 0.0 để decibel là cao nhất. Đấy, xong phần cái phần chỉnh nhạc các bác nhá. Sang phần tiếp theo là cái phần nút thứ tư này. Nút thứ tư này là cái phần mắc in chỉnh chế độ đầu ra. Thì phần này thì chỉnh chế độ đầu ra của nó sẽ chỉnh cả mic và cả nhạc. Đấy, chỉnh cái chế độ output đầu ra này thì nó sẽ có 5 cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh. Thì 5 cần equalizer này các bác và anh em sẽ can thiệp được cả vào đường nhạc và đường mic các bác nhé. Đấy. Nó cũng có HPF và LPF để cắt giải trầm và cắt giải cao. Đấy, đấy là cái phần chỉnh chế độ đầu ra. Và đây là nút thứ 5. Nút thứ 5 là chỉnh cho center. Đấy, center thì các bác và anh em nếu mà dùng loa center thì các bác và anh em cài đặt cổng center này cho em này. Đấy, các bác và anh em muốn chỉnh cho cổng center ra nhạc, ra mic như thế nào thì các bác và anh em cài đặt cổng center. Đấy. Và nút thứ 6. Đây là nút thứ 6 là nút cài đặt cho cổng surround. Đấy, cổng surround. Đấy, tức là cổng SLSR đấy các bác nhé. Thì nó cũng tương tự như cái phần chỉnh center thôi. Và cổng số 7 này, đấy là cổng chỉnh cho sub các bác nhé. Đấy, các bác và anh em muốn âm lượng sub bao nhiêu, các bác và anh em điều chỉnh âm lượng sub này. Đấy. Đấy. Và sub thì nó cũng có 5 cần equalizer để có cho bác và anh em cài đặt sub các bác nhé. 5 cần equalizer để các bác và anh em cài đặt sub này. Đấy. 5 cần equalizer để cài đặt sub. Đấy, và đây nó sẽ có HPF, tức là các bác và anh em muốn cắt giải trầm cho sub. Đấy, LPF tức là cắt giải cao cho sub các bác nhé. Đấy, cái này nếu mà các bác nào mà dùng sub thì các bác và anh em can thiệp cái phần HPF và LPF này. Đấy. Nếu mà các bác và anh em muốn cho cái tiếng sub nó đánh cả lời hát thì các bác và anh em chuyển sang cái phần LPF này. Đấy, các bác và anh em tăng lên như thế này thì cái tiếng sub của mình nó sẽ ra cả lời và cả chung luôn các bác nhé. Đấy, cả lời và chung luôn. Còn các bác và anh em mà muốn cái tiếng sub nó đánh gọn gàng, tiếng sub thì các bác và anh em cắt nó xuống. Đấy, đấy là phần chỉnh sub. Và đến cái nút hàng dãy màu đỏ này các bác nhé. Đến cái dãy màu đỏ này thì cái này, nút này là nút chuyển chế độ nghe và hát. Thì cái nút này là nó sẽ chuyển sang cái chế độ chuyển đổi con vang này thành con vang 5.1 để các bác và anh em nghe nhạc các bác nhé. Đấy, chuyển đổi. Đấy, bây giờ em chuyển đổi về cái chế độ hát karaoke. Đây là cái nút chuyển đổi chế độ nghe nhạc
hay là chế độ hát. Và nút đỏ thứ hai này, này là nút lưu chương trình các bác nhé. Các bác và anh em muốn cài đặt xong rồi, các bác và anh em muốn lưu chương trình thì các bác và anh em bấm vào. Đấy, bấm vào thì nó hỏi các bác và anh em send to memory 1, thì nó hỏi các bác và anh em có muốn lưu vào 1 hay không. Thì nếu mà các bác và anh em muốn lưu vào kênh 1, các bác và anh em bấm vào nút đỏ số 2 này. Đấy, thì nó sẽ lưu vào kênh 1 này. Đấy. Hoặc các bác và anh em muốn lưu vào kênh 2, bấm vào cái nút đỏ thứ 2 này. Đấy, nó hỏi các bác và anh em lưu vào kênh 1 hay không, thì các bác và anh em chuyển sang kênh 2. Thì bây giờ các bác và anh em muốn lưu vào kênh 2 lại ấn tiếp vào cái nút đỏ số 2 này để nó lưu vào kênh 2 này. Đấy. Tương tự như vậy, lưu vào kênh 3 cũng vậy, các bác và anh em chọn kênh 3 để các bác và anh em lưu, cũng bấm vào tiếp nút đỏ này thì nó sẽ lưu vào kênh 3. Và nút đỏ thứ 3 này, nút đỏ thứ 3 này các bác nhá, là cái nút thay đổi tiếng Anh hay là tiếng tàu. Đấy. Thì cái nút này thì trên màn hình nó đang chạy ở chế độ tiếng Anh rồi, thì các bác và anh em không cần can thiệp vào cái nút đỏ thứ 3 này thì nó sẽ chuyển sang tiếng tàu mất. Đấy. Còn nút đỏ cuối cùng này là nút chế độ trung hú các bác nhá, chế độ trung hú. Thì các bác và anh em muốn thay đổi cấp độ trung hú thì các bác và anh em bấm vào đây. Đấy. Con này nó sẽ có 5 cấp độ trung hú cho các bác và anh em. Thì thường thì em để là cấp độ trung hú 2 hoặc là cấp độ trung hú 3 các bác nhá. Đấy, nút cuối cùng này là nút chế độ trung hú. Đấy, thì con vang này thì em cũng đã hướng dẫn cho các bác và anh em cách cài đặt như là phần mic, phần effect và phần music. Đấy, phần những cái phần này là em nói đến đâu thì em chỉ đến đó, thì các bác và anh em xem video sẽ hiểu. Thì các bác và anh em dùng những chiếc vang thì phải cố gắng xem và tìm hiểu, thì các bác và anh em sẽ làm chủ được chiếc vang, nó sẽ rất hay các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác và anh em ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Hương Giang Audio. Xin chào tạm biệt các bác.